Hello, hello, xin chào cả nhà. À, hôm nay thì mình lại tiếp tục review một con máy, con game bá đạo là God Advisor vẫn tiếp tục thôi. Thì mấy hôm không live chắc là mọi người cũng đã nhìn thấy là tài khoản của mình cũng đã thay đổi khá nhiều. Ở đây thì đã có bốn con lên và 10 sao, và chúng ta sẽ từ một con lên thì một sao tức là năm con full skin rồi. Và bây giờ mình sẽ cố gắng lên Sula ở cấp độ cao hơn, đó chính là Sula lên 11 sao. Đây này, cái này của mình đã được 13k rồi và đang cố gắng đi tìm cách để kiếm thêm. Nhưng mình cũng không nhớ rõ là của mình là có cái nào có thể đạt được đến như vậy. 4M này thưởng rất to, nhưng mình cũng không nhớ là lấy nó ở đâu. Đây 197 này, món nhắn tôm này mình đã mua cái này rồi, cái này đang thưởng rất là lớn. Ở đây bây giờ thì chúng ta đến màn Umbala Sigasibua cho cái start skin này, Red này, Excellent này, thì đã có 3 dòng. Đây, dòng này dòng khá phế. Mình sẽ ấn làm sao để tìm được một dòng mạnh hơn. Nếu mà được Red hoặc là Epic thì càng tốt. Boom. Không được. Còn 5 pháp. Boom. Chán thế. Confirm. Nào tiếp tục. Đỏ hay đen ở đây thôi. Boom. Good Intermediate Christian Vision. Giảm chí mạng. Mạng giảm Intermediate thì như là không bằng hay sao á. Thì chúng ta lại tiếp tục. Bụp. Không được rồi, còn 2 phát. Cố nào. Cầu trời cầu Phật. Niệm chú, niệm chú. Lên. Good Advance. Không được. Advance Super. Một cái cuối nào. Không thì chúng ta vẫn cứ để tỷ lệ hồi máu vậy. Boom. Ôi không được. Mình đã quá đen các bạn ạ. Quá đen luôn. Quá đen, quá đen. Chúng ta sẽ phải tìm cách khác. Tỷ lệ này quá thấp. Mình vẫn tiếp tục đánh những cái mát bình thường. Đánh ghiêu này để lấy thêm thêm điểm gai này. Ở đây có thể mua được đồ này. Đó. Ở đây mình đã mua hai cái này rồi, mình không mua thêm các item khác. Ở đây mình đang có 14 triệu điểm để nâng. Và mình đang muốn nâng Sula lên. Sula có thể sẽ là một sự lựa chọn phù hợp thời điểm này. Lên 5 cấp nữa. Nâng cấp cho Sula. Sula sẽ lên trước. Con này thì cũng mạnh nhưng không có một mình không có cách để lấy được item của nó. Khá khó chịu. Đây là con tướng khởi động đầu đầu mùa bao giờ cũng cho. Catherine là khởi động đầu mùa mùa nào lúc nào cũng cho nhưng mà rất khó lấy. Nào, nhận đi. Đó. Crow Hemon Nigger. My game. Ôi. Nói chung là ở bảng đấu này thì mình ở khoảng top 4, nhưng mà nếu mà chẳng may mà gặp mấy ông top 1 thì cũng hẹo. Mình rất hay gặp top 1. Cái ông Minister kìa, ông nạp nhiều, ông khỏe, ông đi thánh ông ấy nghiền ép hết anh em. Tuy nhiên ở nhìn như này thôi, Minister cũng chỉ hơn mình một tẹo. Với cái bài như này thì thường là các bạn sẽ khá khó hiểu, nhưng mà
Mình thì có thể hoàn toàn Minister thường là đứng mình đứng thứ ba thứ tư, mình qua được 410 mấy, nhưng mà ông Wood đây với ông GR nó vẫn lên cao lắm. Forest này cố gắng là Red thôi, Red phát nữa. Kinh nghiệm và trải nghiệm các bạn ạ, mà chúng ta không nên quá ham một cái gì đấy, cái gì cũng phải từ từ từng bước một. Đây thành con rồng này này, thành con rồng thường cũng ngon này. Nam chính của mình là Akasa, so với nhiều người thì ấy, ui rồi 5 lít, ui rồi vẫn tiếp, mạnh kinh khủng. Trượt. Ui, tí nữa thì đánh đánh sập kìa. Quả đấy mà quả Akasa mà không bị miss skin đầu khi đánh sập rồi chứ. Mít phần thôi. Năm lốp. 150. Cái việc mình đang setup là con tướng bút máu bút đam là đi đầu tiên chính là con này. Nó có 1654 tốc khi mình đã bút cho nó, một là cái ngọc 160, speed 290. Ở đây có một cái găng nữa, speed 29 nữa, và ba cái speed hai viên ngọc này đều là một viên cộng speed rồi, nên là con này nó rất là lợi ở cái là nó tăng speed rất tốt. Và sau đó là mình sẽ cũng build tiếp cho đồng chí này, Sandra này là speed lên 1637. Tiếp đến là mình nâng cấp thì đồng chí Nakasa được 1543, chí Sula 1549. Thì con Sandra bản chất của nó sẽ bốc cho tướng khác là 70 speed. Thì các bạn thấy đây là 70 speed 1637 này. Đây cái skin này bốc 70 tốc đánh cho hai tướng đồng độ và 25% attack. Cái này nó sẽ, và con này thì nó cộng 30% tốc đánh. Thì như các bạn thấy là mình đã make, và cái skin này nó cũng cộng tiếp cho cả team là 70 speed trừ con Sandra, và trong 2 round và 25% attack trong 1 round. Vậy thì điều kiện để nhận boost được của Sandra đó là con Sandra phải đi trước. Thì mình đã ở đây thì mình đã cho con Sandra này lên 16 và tốc nó nhiều hơn hẳn so với Sura hay là Akasa. Khi đấy thì đặc điểm sẽ được nhận búp. Nhận búp ở đây là nhận búp mà chúng ta có thể thấy là nhận búp búp từ đầu tiên là Milia sẽ búp trước, sau đó là tiếp đến là Sandra búp,
Thì trong turn đó thì ba tướng này đều, ba tướng nam của mình đều sẽ được nhận buff tam, nghĩa là buff lên 50 50% đấy. Ngoại trừ ra thì cái fencer này của mình đây, cái fencer này nó cũng buff cho mình khá nhiều. Và đây là cái này cộng 12 này, cộng 7,5 là 19,5, cộng 5 nữa là 24,5%. Thì khi đấy, khi mà mình được cộng nhiều đến như vậy thì cái lợi thế của mình ở đây chính là mình có rất nhiều cơ hội để được được cái tốc khá cao. Đó. Cái như vậy được cộng 24% từ fencer, xong lại được cộng 3% từ Milia, 25% từ Sandra. Ngoại trừ ra thì một số con có cộng đam, cộng dồn đam, chỉnh đam. Ngoại trừ ra thì với cái dòng ở đây có hai cái dòng lớn trong channel này của mình được cộng, nó là cộng start đây này, mình được cộng cái critter hit này là tỷ lệ chí mạng và cái critter damage là 36%. Hai cái này cộng rất lớn. Ngoài ra thì khi cái con Akasha này, chúng ta nhìn thấy cái ngọc của nó thì nó có một cái ngọc đặc thù, nó là ngọc cộng 30% đam chí mạng. Và con này có một cái là khi nó đánh cái skin thứ ba này, đây skin thứ ba của nó là 375% đam phép, đam vật lý. Khi nếu mà chắc chắn, nếu mà đối phương bị chảy máu hoặc bị bấn frenzy thì là nó chắc chắn sẽ chí mạng. Và nó sẽ hồi máu 50% chí mạng. Chính vì thế mà Akasha thì không cần đem mang đồ hút máu, nhưng mà nó sẽ chí mạng rất đau. Khi mà cậu dùng lên thì nó sẽ cậu đã có 270 67% chí mạng, so với con Suna này thì nó chỉ có tầm 229. Con này thì con Catherine này thì nó sẽ có 236 và con này 267 cộng thêm skin chỉ mạng nữa. Nên với một dòng đam như thế này, mọi chuyên gia thì nó lại cái bleeding này nó đang cộng thêm này 5%, khá to đấy, 5% đam với mỗi một tướng bleeding nó sẽ cộng thêm 5%. Chúng ta sẽ cùng test đam với một viên nào đấy như thế này, chẳng hạn như mình sẽ đi chúng về tribal thì chúng ta nhìn thấy tốc đánh đầu tiên cũng qua một số màn nhé. Suna thì nó sẽ để đầu, mình sẽ có thể dùng một hình này để vì bây giờ nó sẽ đánh vào hàng đầu trước, sau đó sẽ đánh vào hàng dưới sau. Suna phản đam, mọi chuyên gia thì ok, gọi như này sẽ khá hợp lý rồi. Tiếp theo đó mình sẽ cố gắng tìm cách để Suna có thể nuôi dùng phản đam cũng được. Phản đam đây thì nó dùng cái này đang dùng đang choáng. Cái này cũng hợp lý rồi. Này là combo, đây là giảm đam vật lý này rất hợp lý với Sula. Cái này có thể chưa hợp lý lắm mà mình có thể lấy cái phần đam này, này. Cộng phần đam này cộng giảm này. Và con này tăng đam thì mình đang muốn thay tăng đam và giảm hồi máu, thì cái này có thể mình sẽ dùng mặc này thì sao, có thể dùng được với đó. Mà chưa ra thì cái này nó hơi đều cả combo.
thấy rồi. Cần phải có một cái skin combo, nhưng mà tại thì mình chưa có. Ok, chuẩn qua giới là giới thiệu. Video tiếp theo thì mình sẽ làm về việc nhìn cái cách đánh combo tướng như thế nào.